Theo thống kê, toàn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau hiện có 67 tổ hùng vàng với 570 thành viên. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2024, các tổ đã hùng được 86 chỉ vàng, giúp cho 7 chị em xây nhà, sản xuất, kinh doanh, chuột đất. Xuất phát ban đầu từ các tổ hùng vàng khoảng từ năm 2010 cho đến nay, huyện Trần Văn Thời đã phát triển được hơn 700 tổ hùng vốn tiết kiệm với số vốn xoay vòng hơn 2 tỷ đồng để hỗ trợ các chị em phụ nữ trong buôn bán, chăn nuôi, trồng trọt. Chị Lê Thị Gấm, 47 tuổi, ấp 1, xã Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời cho biết, trước đây có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ cất được căn nhà khang trang trị giá gần 700 triệu đồng. Chị Gấm cho biết, ở xứ này chỉ có 2 vụ lúa, sau mỗi vụ chỉ dư ra được vài chục triệu. Trừ chi phí ăn uống, con cái ăn học thì số tiền dư không đáng là bao. Mỗi năm tích góp được từ tiền bán lúa chỉ dư ra được vài chỉ vàng. Nhà có mẹ già nên cần nơi ở ổn định để mẹ được an hưởng tuổi già, con cái có nơi ăn ngủ, không bị mưa tạt, gió lùa. Nhờ các tổ hùng vàng mà giờ chị Gấm đã tích lũy, xây được ngôi nhà khang trang. Cha mẹ thì cũng nghèo chứ không có để mà cho con người. Từ khi mà làm cái mô hình hùng vàng á thì tôi làm được cái nhà trên, nhà trước á. Rồi xong rồi cái lại rút được thêm rồi mình làm cái nhà sau. Rồi mình cho con ăn học, rồi mình mua thêm đất. Chỉ tính riêng xã Trần Hợi đã 29 tổ hùng vàng xây cất nhà, mỗi tổ từ 10 đến 15 người tham gia. Cứ 6 tháng tổ sẽ họp một lần, mỗi lần đi họp các thành viên sẽ mang từ 2 đến 4 chỉ vàng tùy theo giao kèo để hùng. Những ai có nhu cầu sử dụng vốn vào những việc đại sự sẽ được ưu tiên xem xét để nhận vàng trước. Trung bình mỗi lần nhận vốn sẽ được từ 4 đến 6 lượng vàng. Các chị em trong tổ hùng vàng là những người có hộ khẩu tại địa phương, có điều kiện kinh tế tương đối ổn định. Và đặc biệt là cả vợ và chồng phải ký cam kết góp vốn đều theo từng kỳ được quy định. Chị tự nhận thức thì thấy rõ là chỉ có kinh tế mới bền vững cho gia đình. Thì mấy chị tự phát là cái mô hình hùng vốn bằng vàng giúp nhau trong chị em. Thì ban đầu là năm 2011 thì mới hình thành được 2 tổ. Đến nay thì nhìn chung là xã được 23 tổ, thì chị em hùng vốn xây vòng là mỗi tổ thì nó có mỗi quy định riêng. Thì ban đầu nhầm tổ là mỗi chị hùng 2 chỉ, nhầm tổ mỗi chị hùng 4 chỉ, rồi theo hình thức là mấy chị bất thăm để được nhận vốn. Nhờ những quy định và lựa chọn người tham gia kỹ nên mô hình hùng vàng dù đã ra đời và tồn tại hơn 10 năm nay nhưng chưa có trường hợp nào khiếu nại hay mượn vàng rồi mà không trả lại. Cầm trong tay gần 4 lượng vàng vừa mới nhận được của chị em góp lại, chị Nguyễn Thị Đượm vui mừng rạng rỡ khi có một số vốn lớn về mua đất cho con. Chị Đượm cho biết đây là lần thứ 3 chị được nhận vàng từ các tổ hùng vàng. Trước đây thì gia đình tôi cũng tham gia vào cái hùng vốn bằng vàng này và tôi đã cất được một căn nhà 120 m2 trị giá ngày đó là 160 triệu, cách là năm 2008. Cái hùng vàng này thì tôi thấy là rất là có lợi ích, là thứ nhất là mình tích lũy được một số vốn để cho gia đình và cũng nhờ cái đó mà mình phát triển được kinh tế gia đình. Về xã Trần Hợi, đi trên con đường nhựa thẳng tắp, ven đường là những căn nhà tường kiên cố mọc lên, phía sau nhà là những ruộng lúa xanh rờn. Lại một mùa lúa bội thu nữa đang về, hứa hẹn sẽ có nhiều vàng hơn được góp trong vụ mùa tiếp theo để giúp cho các hộ dân chưa có điều kiện cất được nhà, làm ăn, nuôi con cái.